máy chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với chúng ta rất là nhiều loại giống mai đẹp. Và đặc biệt ngày hôm nay em giảm giá chương trình cho khách hàng đặc biệt luôn. Cây nó tầm chữ 50.000 cho đến 70.000 một cây nha cả nhà. Trong đó nó sẽ có cúc Tân Châu nè, mai dạo Tự Sắn, mai cúc Thọ Hương, dạo Thủ Đức và Đại Lộc. Thì một cái combo ngày hôm nay em bán với giá cực rẻ cho chúng ta từ 50 cho đến 70.000 ha. Mọi người nếu mà muốn sưu tầm về giống á cả nhà thì liên hệ cho vườn mai của Chích Chè Bông nha. Ở vườn mai của em thì trên 40 loại giống cả nhà. Giống nào cũng có ha, đặc biệt là có tiếng vua bông chùm, cúc bạch mai và tam sắc hoàng mai cùng với cam đổi màu. Thì tất cả đều có hàng hết, cho nên cả nhà thích cái gì thì hãy vào vườn mai của Chích Chè Bông em xem nha. Và hãy thương em thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ vườn mai nha cả nhà. Sau đây xin mời chúng ta hãy cùng xem cây giống nha. Sau đây xin mời chúng ta hãy cùng xem cây giống nha cả nhà. Đầu tiên với chúng ta ngày hôm nay đó chính là một cái giống mai Đại Lộc nha. Đại Lộc này nó đã liền cốt hết rồi cả nhà. Đó, cả nhà nhìn nè, cái cốt ghép rất là mập và đặc biệt rễ cũng rất là đẹp nha. Đó, cây này thì em để cái chiều cao nó rất là cao để cho chúng ta lấy bo nó tầm từ 40 đi lên nha cả nhà. Đó, hàng như đẹp lắm luôn. Đó, cao rất là cao luôn, em để cho chúng ta lấy bo vô tư luôn cả nhà. Và một số thì nó đang tạo nụ nè cả nhà nhìn nè. Đại Lộc thì cả nhà đã biết rồi, nụ của nó dữ lắm luôn, tết là nó vàng ôm như hạt lúa luôn ha. Này về chúng ta có thể lấy bo nè, rồi sau đó chúng ta chơi tết luôn ha. Đây, giá chỉ có 70.000 thôi nha. Trời ơi, đây nè cả nhà nhìn nè ha, cây đẹp như thế này nè, giá chỉ có 70.000 thôi mà 5 cây chúng ta được bao phí vận chuyển đến nơi luôn cả nhà. Và 10 cây thì em sẽ tặng cho chúng ta một cây nha. Đây, giá chỉ có 70.000 một cây nha cả nhà. Hàng rất là đẹp luôn nha, 70.000 một cây. Rồi và tiếp tục hàng bên đây chính là hàng giả Thủ Đức, cũng 70.000 một cây luôn. Cả nhà nhìn nè, cây nè, cành nhánh rất là xum xuê luôn nha. Đây, cốt thì liền 100% hết rồi, cho nên là cả nhà yên tâm. Cái này ai mà mới biết chơi mai thì cũng ok lắm cả nhà. Đó nè, hàng này là hàng đôn nè, em cắt đôn lại ha. Cây nó rất là cứng cáp luôn. Loại này em bán 70.000 một cây nha. 5 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một ha. Đó, rễ đây ha. Đó, đây. Đó, đây chính là giả Thủ Đức liền cốt nha cả nhà. Rồi, và tiếp theo bên đây sẽ là một cái hàng, đó chính là cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu là cúc 24 đến 36 cánh nha cả nhà. Cả nhà ơi, đây là cũng là hàng đôn muốn dáng lông hết, nó đang tạo nụ nè cả nhà. Đó, này liền cốt khoảng 80-90%. Trời ơi, Tân Châu mà nó tạo nụ thấy ham luôn nha. Cả nhà nhìn thấy ha. Đó, hàng này là hàng chơi tết được ok luôn và giá cực rẻ luôn, chỉ có 70.000 luôn. Cúc 24 đến 36 cả nhà, 70.000 một cây. Đó đây nha, để xử lý nè. Đó đây ha, 70.000 một cây nha. 5 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn ha. Hàng uống dáng lông rễ cực đẹp luôn. Đó, cành nhánh nè cả nhà nhìn nè. Rồi, và tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây thì em có một cái lô cúc Thọ Hương cả nhà. Cái lô này thì em xả rẻ cho chúng ta luôn. Đó, xả rẻ luôn ha, 50.000 một cây. Rồi đây nè, hàng này cả nhà, 50.000 thôi ha. Cành nhánh rất là xum xuê nha. Đó, đây, đó, 50.000. Đó, cái này này tết chơi tết được luôn nha. Nó cũng già cỏi dữ lắm rồi cả nhà, chỉ có 50.000 thôi. Đó, 5 cây thì em cũng bao ship luôn. 10 cây em sẽ tặng một, cao tầm khoảng 30 nha cả nhà. Đó, 50.000 mà nó già cỏi như thế này nè cả nhà. Đó, về chúng ta lấy bo rồi chơi tết ok luôn ha. Có 50.000 cây thôi, quá rẻ luôn ha. Rẻ cực rẻ luôn. Rồi, 50.000. Rồi, hàng bên đây, hàng bên đây hàng lớn hơn, cành nhánh nó xum xuê hơn. Đó, đây, cây như thế này. Đó, này là giá 70.000, rễ đẹp nha. Lô này rễ đẹp nha cả nhà. Đó, rễ nè, 70.000 cây ha. Cây cũng tốt dữ lắm luôn mà già cỏi luôn á cả nhà. Nó vàng vàng nó ngà ngà là nó già dữ dằn luôn ha. Cho nên là cây này á về chúng ta cắt đọt ha, lấy bo, sau đó là đôm lại là nó bắn tàn ra thấy ham luôn. Cả nhà nè, nhìn nè. Cái loại này sinh trưởng mạnh lắm, nó bắn phằng phằng ra luôn như thế này nè ha. Đó, 70.000 nha. Rồi hàng bên đây, hàng bên đây thì em có được mười mấy cây cúc Thọ Hương này nè cả nhà. Loại này liền cốt 3 mùa ha. 3 mùa uống nhắn lông hết, chắc khoảng mười mấy cây thôi ha. Loại này em để giá là 140 một cây nha cả nhà. Nó 4 cây em bao ship nha, còn có mười mấy cây nữa. Đó, đây, hàng này cái cốt mập dữ lắm, mập ù luôn nè. Đó, đây ha, 140 thôi nha cả nhà. Nếu mà chúng ta lấy 4 cây em bao ship cho chúng ta luôn. Đó, đây nè, hàng liền cốt hết nha. Liền cốt. Đó, đây, uống nhắn lông hết. Đó, đây ha. Đó, giá chỉ có 140 nha. Cái này 4 cây bao ship.
thì còn khoảng mười mấy cây này thôi ha cả nhà, là hết ha. Rồi tiếp tục qua đây là hàng giảo siêu bông Sài Gòn nha. Đó, đây củ đẹp nha, siêu bông Sài Gòn đẹp lắm cả nhà. Đó, cây nó cứng cáp như thế này nè. Đó, cái này về chúng ta cũng có thể lấy bao được rồi nè. Đó, đây ha, cây nè, cành nhánh nè, nó cũng có rồi cơ bản, nhưng mà nó không có cao lắm nha, nó vậy thôi nha cả nhà. 125.000 ha, nếu mà chúng ta lấy ba cây mình đem bao ship nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây, hàng bên đây giảo tự sắn rồi, cái lô tự sắn ngày hôm nay em xả 70.000 luôn nha cả nhà. Đó, già dữ lắm rồi, đang tạo nụ luôn nha. Đó, lô sắn này già dữ lắm rồi, về lấy bo rồi chơi Tết luôn cả nhà. Coi nè. Ồ coi nè, nó sắn nó dài ha, dài mập lù luôn nè. Cả nhà nhìn nè. Ồ cái độ sắn của nó nè. Ha, 70.000 luôn, đang tạo nụ luôn cả nhà. Đó, lừa mấy cây bự bự dao đã luôn. Đó, 70.000 luôn nha. Rồi, à bên đây nữa, còn hàng bên đây, hàng bên em cái hàng giảo Thủ Đức nha. Thủ Đức này 140 cây cả nhà. Đó. Cây này liền một liền cốt hai mùa, cũng to lắm nha. Cây nè. Nè cả nhà nhìn nè. Đó. Đây hàng này trồng đất trồng chậu là phê luôn ha. Đó có 140 cây hả cả nhà. 140 cây. Đó, 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Đó đây nha, đây là hàng giảo Thủ Đức. Rồi tiếp tục hàng bên đây, hàng gần 3 mùa nha. Đó, củ to như thế này nè. Đó. Cây cao nè. 2 gang 35 đi 40 á cả nhà. Loại này 190 nha cả nhà. 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng 1 ha. Đó đây nha, hàng như thế này nè cả nhà. Rồi ai thích loại nào alo cho vườn mai chích trà bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.